bị đánh giá thấp hơn. Nhưng thầy trò ông Mai Đức Chung có cơ hội để làm nên chuyện, hoặc ít nhất là ghi được bàn như mục tiêu từ đầu giải, khi đối đầu Bồ Đào Nha ở World Cup nữ 2023 hôm nay. Việt Nam và Bồ Đào Nha cùng thất bại ở lượt trận ra quân trước những đối thủ được đánh giá cao hơn là đương kim vô địch Mỹ và Á quân Hà Lan. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp vẫn còn và cuộc đấu giữa hai đội tại sân Waikato hôm nay là cơ hội níu giữ hy vọng, đồng thời tạo nên những dấu ấn lịch sử của mỗi đội. Việt Nam vẫn đang khắc khoải chờ bàn thắng đầu tiên tại World Cup sân chơi 11 người. Trước tuyển nữ, đội U20 Nam từng dự World Cup 2017 tại Hàn Quốc vẫn để lại nhiều tiếc nuối, là cú đệm bóng cận thành vọt xa của Nguyễn Hoàng Đức trước New Zealand hay cú sút xa của Nguyễn Quang Hải đập cột dọc Honduras. Đó có thể là mục tiêu huỳnh như cùng các đồng đội hướng tới để ghi dấu ấn, như đặt một viên gạch nhỏ nhưng rất đáng trân trọng trong hành trình lịch sử của bóng đá Việt Nam. Thất bại 0-3 trước Mỹ được coi là kết quả chấp nhận được với thầy trò ông Mai Đức Chung. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh cản cú đá phạt đền của Alex Morgan tạo nên điểm sáng khích lệ toàn đội giữ vững tinh thần cho đến khi còn góp mặt tại giải đấu. Đối đầu Bồ Đào Nha, Việt Nam còn đón chào sự trở lại ở trạng thái sung sức hơn của cặp tiền đạo Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Thanh Nhã và tiền vệ Dương Thị Vân. Bên cạnh đó, kiến thức của huỳnh như trong thời gian thi đấu ở Lang FC được cho sẽ giúp ích để đồng đội nắm được phần nào điểm mạnh yếu của một số cầu thủ Bồ Đào Nha. Trong những buổi tập gần đây, ông Mai Đức Chung cho hàng thủ tập kỹ trông bóng bổng, còn hàng công rèn phản công nhanh với mục tiêu từ 2 đến 3 đường truyền là có thể tạo cơ hội dứt điểm. Nhà cầm quân gạo cội này biết tâm lý khát thắng của đối thủ, và ông hy vọng nhiều vào bài phản công của Việt Nam sẽ phát huy tác dụng dù thách thức sẽ rất lớn. Bồ Đào Nha lần đầu dự World Cup nữ như Việt Nam, cùng 6 đội tuyển khác nhưng vẫn có trình độ khác biệt. Quá khứ không dự World Cup là do họ phải cạnh tranh với quá nhiều đối thủ mạnh ở châu Âu. Top 20 bảng thứ tự FIFA lúc này có 13 đội tuyển tới từ lục địa già và Bồ Đào Nha đứng thứ 21. Trước giải, đoàn quân của huấn luyện viên Francisco Neto đá giao hữu thắng 5-0 New Zealand, đối thủ từng đánh Việt Nam 2-0. Đến trận ra quân, họ chơi cân bằng và chỉ thua đương kim Á quân Hà Lan ở một tình huống cố định. Các cô gái Bồ Đào Nha cho thấy sức mạnh, sự khéo léo và cũng đầy khát khao chiến thắng. Trước Việt Nam, một đại diện Đông Nam Á khác là Philippines đã đánh bại chủ nhà New Zealand để có chiến thắng đầu tiên và tạo nên cú sốc lớn nhất tại World Cup 2023 tới lúc này. Đó là động lực cho Việt Nam bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng, là nguồn tiếp thêm hy vọng trước khi bước vào hơn 90 phút khổ chiến tại Waikato.